khi học bài học con lại cũng có. Tôi muốn trình bày cái này cho quý vị, chúng ta có một cái nhìn tổng quát về sách mà kia chúng ta đã nói điều này trong bài học đầu tiên. Hôm nay tôi nhắc lại một chút xíu. Quý vị mở Kinh Thánh sách mà kia ra với tôi. Học mà kia viết sách mà kia với một cái bố cục rất là rõ ràng, không phải là ngẫu hứng. Cho nên chúng ta có thể dựa vào những cái mốc, có những cái dấu ở trong sách Matthew để biết điều đó. Và hai cái câu căn bản ở trong Matthew quý vị cần biết đó là Matthew đoạn 16 câu 21. Thì có một người mở đoạn 4 câu 17 đọc và một người đọc đoạn 16 câu 21 thì được chưa? Đoạn 4 câu 17. Từ lúc đó, Đức Chúa Giêsu khởi giảng dạy rằng: Vì Đức Chúa Trời đã đến giờ. Đức Thiên Đàng. Không mang theo ông Thiên, không dùng Thiên Đức Chúa Trời. Và đoạn 16 câu 21. Hai câu Kinh Thánh nó có cái gì giống nhau? Từ đó. Nên từ đó em buồn. Từ đó. Từ lúc đó. Trong đó. Nó cũng là từ đó. Và hai cái từ lúc đó là từ đó ở đây đó. Nó đánh dấu cho chúng ta hai cái phần chính của Matthew. Quý vị đánh ra cho tôi, tức là từ đoạn 4 câu 17 đó cho đến đoạn 16 câu 20 là một phần, có phải vậy không ạ? Dạ. Tức là 4 câu 17 đến 16 câu 20 và phần còn lại là đoạn 16 câu 21 cho đến đoạn 28 câu 20 là phần thứ gì? Các vị thấy rõ không? Dạ. Tức là ông Matthew ông để hai cái chữ từ đó đó để đánh dấu cho hai cái giai đoạn ở trong cuộc đời của Chúa. Ở đây là từ đoạn 4 câu 17 cho đến đoạn 16 câu 20 và ở đây là từ đoạn 16 câu 21 cho đến đoạn 28 câu 20. Quý vị thấy không? Cái phần đầu mà chúng ta học từ bữa tới giờ, tức là Matthew đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 cho đến đoạn 4 câu 16. Cái phần mở đầu, quý vị thấy không? Khi mình học cuộc đời Chúa Cứu Thế mình cũng đã học cái phần này. Cho nên sách Matthew có thể chia làm ba phần chính. Quý vị mở ra với tôi ở trang 24. Bộ cuốn sách này. Cuộc đời của Chúa Giêsu trong phúc âm Matthew chia làm ba phần chính. Thứ nhất là phần giới thiệu, đoạn 1 câu 1 đến đoạn 4 câu 16. Quý vị thấy không? Và phần thứ nhì là giai đoạn đầu của chức vụ là đoạn 4 câu 17 cho đến đoạn 16 câu 20. Và thứ ba là cao điểm của chức vụ là 16 câu 21 đến 16 câu 21 đến 28 20. Đấy. Việc chia Matthew thành ba phần này dựa trên cụm từ lúc đó ở đoạn 4 câu 17 và từ đó đoạn 16 câu 21. Và cái phần giới thiệu thì gồm có hai phần là gia phả và Giáng sinh đoạn 1 câu 1 đoạn 2 câu 3 và chuẩn bị chức vụ là đoạn 3 câu 1 đoạn 4 câu 16.
trong phần chuẩn bị chức vụ đó, nó có ba phần. Phần thứ nhất là chức vụ của dân Báp Thiết, chúng ta học tuần rồi. Tuần này chúng ta học Chúa Giêsu chịu báp têm, và tuần tới chúng ta sẽ học về Chúa bị cám dỗ. Quý vị thấy được rõ ràng ba phần không? Cho nên ông Michael viết rất là đầy đủ và rõ ràng như vậy. Hôm nay chúng ta học bài Chúa Giêsu chịu báp têm. Tuần trước anh Thăng đã phát cho quý vị kia tờ giấy không có bản đồ rồi, quý vị có đem theo. Ai chưa có cái bản đồ tuần trước có thể lên lấy giờ anh Thăng đi. Cái câu hỏi đầu tiên là xin dùng một bản đồ trong Kinh Thánh và cho biết hành trình từ xứ Galilee đến sông Giô-đan là hành trình như thế nào. Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 13 nó là: khi ấy Đức Giê-xu từ xứ Galilee đến vùng dân tại sông Giô-đan đặng chịu người làm cách bắt tên. Bản đồ xứ Thánh xứ Palestine là chúng ta biết là có hồ Galilee ở phía bắc, ông sông Giô-đan xuống dị chết ở cuối đây, và có ba phần là Galilee ở phía bắc, Samari ở miền trung và Giu-đê ở miền dưới. Có thấy vậy không? Dạ. Dạ, đây là Jerusalem. Thì câu Kinh Thánh này nói rằng khi ấy Đức Giê-xu từ xứ Galilee đến cùng dân tại sông Giô-đan đặng chịu người làm phép báp têm. Xứ Galilee là ở đâu? Ở phía bắc, Nazareth là khoảng chỗ này nhỉ? Và đến với ông dân ở sông Giô-đan, phải không? Sông Giô-đan thì từ trên này chảy xuống tới với ông dân. Ông dân là chỗ nào? Trên này, ở giữa, ở dưới này. Sao mình biết được? Ok, bởi mình đọc ở trong sách Giăng. Anh liên đọc dùm cái phần ở trong sách của Palestine trong thời Cựu Ước, ở trang số 30. Palestine tam trời trong thời Chúa Giêsu chia làm ba phần chính: Galilee ở phía bắc, Samaria ở giữa và Giu-đê ở phía nam. Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem thuộc vùng Giu-đê. Sau khi lãnh nạn tại Ai Cập trở về, gia đình Chúa cư ngụ tại Nazareth thuộc vùng Galilee. Giăng 1:28 cho biết địa điểm Giăng làm phép báp têm là Bethany bên dòng bên kia sông Giô-đan. Các bằng chứng khảo cổ cho thấy địa điểm này nằm ở bờ phía đông của sông Giô-đan, đối ngang với Jericho. Như vậy, Chúa Giê-xu đã từ vùng Galilee ở phía bắc đi xuống vùng Giu-đê ở phía nam và đến với dân tại sông Giô-đan từ phía đông. Ok, cái bản đồ mà anh Thăng đi cho quý vị thấy cái chữ Bethany beyond Jordan đó không? Tức là Bethany bên kia sông Giô-đan. Tức là cái Bethany có hai làng: Bethany ở ngay Jerusalem, còn này là Bethany bên kia sông Giô-đan, tức là đối ngang với Jericho. Thì ông làm phép báp têm ở tại đó, cho nên Đức Chúa Giê-xu từ vùng Galilee phía bắc là đến với ông Giăng ở chỗ này. Có thể là Chúa đi xuống, khi Chúa đi về thì Chúa đi ngang Samaria, có thể người Do Thái thường xuống đây đi xuống, rồi đi băng qua bên kia sông rồi đi xuống về thành này đây. Cái quãng đường nó chắc khoảng chừng 100 dặm. Như vậy, xin dùng một bản đồ trong Kinh Thánh để cho biết hình Chúa Giêsu từ xứ Galilee đến hôm nay là hình như thế nào. Quý vị hiểu được phải không? Nên trong Kinh Thánh mình đọc: khi ấy Chúa Giêsu từ xứ Galilee đến vùng dân tại sông Giô-đan, tại chịu là người là các đề từ Chúa Giêsu ở phía bắc thì xuống phía nam để làm chịu là các bác đề. Câu 14: sông dân từ chối mà rằng chính tôi cần phải chịu ngài làm phép báp têm mà ngài lại trở đến cùng tôi sao? Câu hỏi là tại sao dân từ chối làm phép báp têm cho Chúa Giêsu? Dạ. Dạ. Nhưng mà cái chỗ nào cao trọng trước quý vị học rồi nữa? Phần 1 nói là
ta lấy nước mà lại bắt cóc đem cho các ngươi ăn năn, xong đến kế sau ta không quyền xét thân ta, ta không đáng trách dạy mãi. Ấy là đứng trả lời phép cóc đem cho các ngươi ăn năn. Vậy ông nhân từ chối là phải bắt thêm với Chúa Giê-xu, bởi vì ông biết ông là cái người như thế nào, phải không? Chúa mới là người đáng làm phép bắt thêm. Nhưng mà Chúa trả lời làm sao? Câu 15, chị Đức đặt dùng câu 15 ở trong Kinh Thánh là Thi-ơ đoạn 3. Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giang đèn con lời Ngài. Ok, ông Giang nói rằng chính tôi cần cái chuyện này làm phép bắt tên, mà Ngài lại trở đến một câu sau. Thì Chúa Giê-xu trả lời, bây giờ cứ làm đi thì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giang mềm vâng lời Ngài. Câu hỏi là khi Chúa Giê-xu nói vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy, việc công bình mà Chúa Giê-xu nói đây là việc công bình gì? Ta có câu trả lời không? Cô Bình Minh giải thích thêm nữa, tại sao là vì sự công chính của Đức Chúa Trời mà tại sao vì sự công chính Chúa Trời mà Chúa Giê-xu hòa mình? Ok. Dạ đúng rồi, nhưng mà tại sao nó dính đến Chúa Giê-xu hòa bình nữa đấy? Dạ. Ok. Giống gì vậy? À, mới mang tội thay cho con người được, quý vị hiểu không? Cho nên Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, Chúa là một ông tòa công chính, công minh, cho nên tội thì phải bị phạt, phải có cái án phạt, và Đức Chúa Giê-xu phải lãnh cái án phạt đó thì Đức Chúa Trời mới có cái Thánh Thiên Thần từ bây giờ có cái cơ sở, cái căn bản để mà tha tội cho con người được, phải không? Như Chúa phải là Đức Chúa Trời phải tự nhiên mà tha cho con người được, phải có một người nào lãnh cho bạn an đó, quý vị hiểu là. Dạ, cho nên Đức Chúa Giê-xu hòa mình đứng làm một, cho nên làm trọn mọi việc công bình là mang cái ý nghĩa đó. Đồng thời chúng ta biết là trong Ê-sai 53 Đức Chúa Giê-xu được gọi là gì? Tôi tớ công bình của ta. Đức Chúa Giê-xu được gọi là tôi tớ công bình, cho nên Đức Chúa Giê-xu làm cái chữ làm trọn trong Ma-thi-ơ thường mang ý nghĩa là làm ứng nghiệm lời tiên tri. Cho nên Đức Chúa Giê-xu làm trọn, tức là làm trọn cái lời tiên tri trong Ê-sai 53, Chúa là đấng công bình đó. Và vì vậy cho nên ông Giăng bèn vâng lời Ngài. Tất cả chúng ta đều biết là ông Giăng là phát tên cho ai? Cho những người nào có tội mà biết ăn năn. Dạ, như vậy là phải có tội ăn năn là bắt tên, nhưng mà ông Giăng cũng là bắt tên Chúa Giê-xu trong cái ý nghĩa là làm trọn việc công chính của Đức Chúa Trời. Lẽ ra ok, câu 4 là có ngụ ý gì về ba ngôi Đức Chúa Trời trong phần Kinh Thánh này? Ngụ ý gì? Quý vị biết là giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời là một trong những cái giáo lý đặc biệt của Đạo Chúa, là giáo lý ba ngôi. Và đây là một cái huyền nhiệm. Giáo lý ba ngôi trong tiếng Anh là Trinity. Giáo lý ba ngôi là cái giáo lý gì? Là Đức Chúa Trời chỉ có một, nhưng mà Ngài có ba thân vị hay là ba ngôi vị riêng biệt và khác nhau, riêng biệt
không phải là có ba Đức Chúa Trời, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Và Đức Chúa Trời này có ba thân vị. Rất là khó hiểu, tôi nói rằng tại sao một là ba mà ba là một được. Dạ. Trí óc con người chúng ta không thể nào hiểu được. Nhưng mà chúng ta chấp nhận điều này, bởi vì đây là điều Kinh Thánh dạy. Và Matthew đoạn 3 câu 16-17 chúng ta đọc đây là một trong những ví dụ rõ ràng nhất, có phải không? Lúc đó Chúa Giêsu đang chịu báp têm. Thì có gì xảy ra? Bỗng cát vừa khi chịu phép báp têm, Đức Giêsu ra khỏi nước, bỗng chút các vị trời mới đang là thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim và câu đầu trên Ngài. Cho nên chúng ta có Chúa Giêsu ở đây, rồi có Thánh Linh ngự xuống như chim bồ câu ngự ở trên mình Ngài. Rồi điều gì nữa? Có tiếng từ trên trời phán xuống rằng này là con yêu dấu của ta, sẽ được ta mọi đời. Vậy cùng một chỗ, cùng một lúc, ba ngôi Đức Chúa Trời hiện diện cùng một lúc, quý vị thấy không? Dạ. Chỉ có một Đức Chúa Trời thôi, nhưng mà ba ngôi xuất hiện cùng một lúc. Cho nên chúng ta không giải thích được, nhưng mà đây là một bằng chứng rất là rõ ràng Kinh Thánh dạy về ba ngôi Đức Chúa Trời. Quý vị hiểu rõ điều này dạ. Bất cứ cái giáo lý nào, ví dụ những người chứng nhân Jehovah, họ không có nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Cho nên giáo lý nào mà không nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời hay là không nhận Thánh Linh Đức Chúa Trời đều là sai cả. Cho nên chúng ta phải tin Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Thánh Linh đều là Đức Chúa Trời, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời mà có ba ngôi vị khác nhau. Bảo tôi giải thích, tôi không giải thích được, mà đó là điều Kinh Thánh dạy, chúng ta tin và chấp nhận như vậy. Ok. Dạ, dạ, từ từ. Chị vui về đi tới ông Tuấn. Dạ. Good question. Chúng ta mở ở trong Giăng. Đoạn 1. Giăng đoạn 1 câu 32 ghi như thế này. Giăng lại còn làm chứng này nữa: ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sao ta làm phép báp têm bằng nước phán đã rằng: đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng ấy chính Ngài, là con Đức Chúa Trời. Không thấy không? Không. Dạ, ông tướng. Dạ, cái này dạ. Là một giáo lý rất là khó hiểu. Dạ. Tôi xin góp ý. Dạ. Từ dạ. Dạ. Ba ngôi. Diện mạo. Dạ. Thì ngôi thứ nhất có thể phân chia theo đặc tính. Là Đức Chúa Trời có 10 đặc tính: là toàn năng, toàn tài, toàn tri, nhân ái, có nghĩa thành tín, thần linh, thánh khiết, thiện thủ, hoàn hữu, và đại phúc biến. Yeah. Và ngôi hai là Đức Chúa Du, là đấng quyền năng, cứu rỗi và là con đường duy nhất. Yeah. Ngôi ba, Đức Thánh Linh, là đấng khôn ngoan, thông sáng, mạnh chức, kính sợ Đức Giê-hô-va, thần Đức Giê-hô-va, mưu tăng, hiểu biết. Yeah. Thì đó là phân chia theo nhiệm vụ tôi muốn nêu lên để học cũng đúng như vậy, nhưng mà phải rất là cẩn thận, bởi vì khi chúng ta phân chia như vậy thì đúng những khi nói đến Đức Chúa Cha chúng ta nói đến những điều đó, nói với con những điều đó, những điều đó, nhưng mà không nhất thiết giới hạn trong những điều đó mà thôi. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ thấy rằng có giống như là ba cái sự và là manifestation, cái sự thể hiện khác nhau. Cho nên cảm ơn tôi bởi vì Đức Chúa Giêsu trên một phương diện rằng là toàn tri, toàn năng, toàn tài như Đức Chúa Cha vậy, chứ không thể giới hạn được Ngài. Dạ. Không như Đức Chúa Cha. Và tôi cũng xin nêu thêm là việc mạo.
Dạ, đúng là cái hiệp hội là cái rất là quan trọng. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Dạ. Đức Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời. Dạ, đúng rồi. Vị Thánh có lẽ là ban đầu có ngôi lời, ngôi lời cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Dạ, đúng vậy. Dạ. Và còn Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Dạ, đúng rồi. Ở Hanania, sau người dốt cả, Đức Thánh Linh của em là dốt cả. Dạ, đúng rồi. Vâng, chúng ta đã học ở đó trong cuộc đời Chúa Cứu Thế hồi năm vừa qua. Cái sự hiệp một giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh rất là quan trọng, như chúng ta thấy ở trong bài cầu nguyện của Chúa Giêsu bây giờ đoạn 17 đó, nói là con đã ban rồi thì vinh hiển mà Cha đã ban cho con để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Cho nên cái sự hiệp một của Đức Chúa Cha Đức Chúa Thánh Linh rất là quan trọng. Tôi chỉ muốn nêu cái phân đoạn thánh này để cho thấy rằng đây là một trong những bằng chứng rõ ràng nhất về giáo lý và ngồi Đức Chúa Trời. Ok, nào, câu cuối cùng, câu 17, thích thì phát tiếng từ trên trời phán rằng này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Ok, Đức Chúa Trời gọi Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu. Cái thành ngữ con của Đức Chúa Trời rất là quan trọng. Con Đức Chúa Trời có nghĩa Chúa chính là Đức Chúa Trời. Okay. Và Giêsu đây được gọi là đẹp lòng ta mọi đàn, nghĩa là gì? Dạ, đúng là Chúa Giêsu vâng lời, nhưng mà nó mang cái hàm ý gì trong đó? Tại Đức Chúa Giêsu thi hành cái chương trình công tác của Chúa Cha giao cho, tức là giống như thằng Đồng nói là hiệp một, đi trong một cái đường lối chứ không phải cha nói một chuyện mà con nói một chuyện khác. Dạ. Chúng ta xem lại trong sách cô Khánh đọc dùm trang 30 cái phân đoạn thứ nhì dùm. Những chuyện chính tôi mà Ngài. Tôi là người cần Chúa làm phép bắt thêm, chứ không phải Chúa cần tôi làm phép bắt thêm. Dù gian lành bắt thêm cho người khác, nhưng ông cũng ý thức nhu cầu được Chúa làm bắt thêm cho mình. Tôi cần chỉ một mình Chúa Giêsu là đấng vô tội mới không cần phải ăn năn và chịu bắt thêm. Nhưng Chúa Giêsu lại nói với dân, chúng ta nên làm cho chọn mọi việc công bình như vậy. Câu 15, việc công bình là việc gì mà Chúa nói nên làm cho chọn? Xin ông Tuấn đặt tiếp. Làm cho chọn là thành ngữ được dùng nhiều lần trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, hàm ý làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước. Ê-sai 53:11 ghi: tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự không biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình, và người sẽ đến lấy tội lỗi họ. Chúa Giê-xu có thể đứng đó với dân kêu gọi mọi người ăn năn và làm phép báp têm cho họ. Trái lại, Ngài đã cùng đứng với những tội nhân, kể mình là một với họ, và để cho dân làm phép báp têm cho mình. Để khiến tội nhân trở nên công chính, Chúa Giêsu phải mang tội của mọi người và chịu chết thay cho họ. Cùng chịu báp têm với mọi người, Chúa Giêsu cho thấy vai trò cứu chuộc của Ngài phù hợp với sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu cũng nói: bây giờ cứ làm đi. Hàm ý đây là điều nên làm ở thời điểm này. Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Ngài với hình ảnh hòa mình là một với tội nhân để cứu tội nhân là hình ảnh thích hợp. Bây giờ cũng hàm ý tương lai là chuyện khác. Còn hiện nay ở thời điểm bắt đầu của chức vụ, Chúa Giêsu cần chịu báp têm để làm ứng nghiệm lời tiên tri. Amen. Quý vị hiểu chưa đấy hả? Bây giờ cái làm đi, tức là ở cái thời điểm này. Let's do it now. Chuyện gì là rồi hãy hay. Và đồng thời cũng nói là bây giờ là ở thời điểm bắt đầu của Chúa Giêsu để làm
ứng nghiệm là tiên tri. Cái chuyện quan trọng ở đây tức là mà mình là một với tội nhân, đó là identify, đứng kể mình chung với cái đám tội nhân này để mà có thể cứu tội nhân. Chúng ta nhớ là như chim bồ câu chứ không phải là có cùng bồ câu thì cái gì? Amen.